vô được tới dưới hết 6 kg luôn rồi, cũng như là tại ớt quá. Rồi 6 kg luôn rồi. Vậy hồi bây giờ mình sẽ xử lý hấu mình nặng quá. Sẽ hấu oxy tin luôn rồi. Đây mà mọi người nha. Vô. Vô vô mẹ, vô. Vô. Mình sẽ xử lý. Thank you.
bỏ đường vô. Ôi thôi rồi mọi người, ai muốn có tăng ngọt thì bỏ nhiều xíu. Rồi sẽ trộn lên. Đi lấy đá nha. Đây mình đặt tất cả những gì sẽ bỏ vô. Đây đó. Đây mình làm không thôi. Rồi mình ngồi giờ thì mình sẽ trộn nha. Dễ dễ đó. Nó mê biết đáng cực kỳ luôn nè. Mọi người để lạnh lạnh ngọt ngọt vậy đó. Mọi người nhổ nữa thôi. Số giá tiền. Hiếp hút nước ngon lắm Hiếp. Hợp. Đây. Mọi người đây đây mẹ cho mọi người xem. Đây là lẩu vô hổ nghe. Đó. Mọi người ăn lẩu vô hổ nghe. Chảy nước chảy nước chảy nước. Cho mùa mùa uống hút được hút lên. Hút nè, nấu đi, con hút đi nè. Hút rồi nè. Rồi. Rồi. Mình sẽ đi ăn à. Dưa hố là nhỏ nè. Đây mọi người. Nó lịnh nước đá nữa nè. Anh lại ngọt ngọt ngon nè. Này mọi người có sữa thì mình bỏ sữa nhưng mà không có sữa. Cái này em 56kg rồi ăn thôi. Mập lắm rồi. Bye bye nha. Không có ăn ngọt không ngọt mà ngọt. Bye bye. Chưa bao con. Có tí nữa rồi. Đây. Đừng ăn đá bài. Trong ly con có kìa. Ly luôn có kìa. Yeah. Đi con có nè. No luôn, có này đi chứ. Phê lắm. Mình biết sao chứ, mình nghe nói là cái dưa hấu khi mà mình uống rượu hoặc bia ăn dưa hấu vô là sẽ đau sẵn lắm người. Ủa không biết phải vậy không biết. Ngồi ăn đường bó tay này. Hãy
Ngọt à? Ừ. Ok. Hôm nào mua đúng cái gì không ngon. Dạ bye bye cô chú ơi. Bye bye. Hẹn rồi. See you again. Đi gió rồi. Cái được. Bye bye, hẹn gặp một ở clip tiếp theo. Bye bye. Nếu như có thể đăng ký ủng like share ủng hộ giúp cho mẹ cũng giúp nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.